Sáng ngày 11 tháng 3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam 4 đối tượng trong một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng lớn. Tang vật thu giữ 228.000 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 21 kg. Trước đó, ngày 10 tháng 3, Công an huyện Điện Biên chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an thành phố Điện Biên Phủ triệt phá thành công chuyên án 122, bắt quả tang hai đối tượng Ly A Cung trú tại xã Non U và Giàng A Bông trú tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét người và phương tiện các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 30 gói màu vàng, bên trong có chứa 180.000 viên ma túy tổng hợp, khối lượng khoảng 16,7 kg. Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 70 triệu đồng. Tiếp tục mở rộng chuyên án, lực lượng công an bắt giữ thêm hai đối tượng là Ly A Hùng và Ly A Dìa đều trú tại xã Núa Ngâm, huyện Điện Biên, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy ở khu vực đường Nguyễn Chí Thành, phường Mường Thành, thành phố Điện Biên Phủ. Tang vật thu giữ 48.000 viên ma túy tổng hợp, khối lượng khoảng 4,8 kg.